Phạm Dương xin kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục tin nóng của kênh 60 Giây Tinh Hoa vào tối thứ 6 ngày 28 tháng 7. Kính chúc quý vị có một buổi tối an bình, hạnh phúc cùng với những người thân. Phạm Dương xin cảm ơn những bình luận đánh giá từ quý vị bởi tất cả những chia sẻ này sẽ giúp cho kênh của chúng tôi ngày càng hoàn thiện, có thể lan tỏa hơn những điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin. UAV tí hon mà Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine Nguy hiểm như thế nào? Thưa quý vị, thoạt đầu khi nhìn vào bức ảnh, chúng ta sẽ nghĩ đó là một món đồ chơi dành cho trẻ em Nhưng không, đây chính là máy bay trinh sát không người lái siêu nhỏ Có tên là ong bắp cày đen, Black Hornet Một thiết bị được đánh giá là UAV quân sự nhỏ nhất trên thế giới đang được triển khai Đặc biệt là trong gói viện trợ 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine Mà Hoa Kỳ công bố vào hồi 25 tháng 7 đã có loại UAV bỏ túi này Black Hornet do công ty Bros Dynamics của Na Uy phát triển vào đầu những năm 2010 và hiện do một công ty khác cũng của Na Uy là FLIR Unmanned Aerial Systems sản xuất. FLIR đã mua lại Bros Dynamics vào năm 2016 với giá là 134 triệu đô la Mỹ. Một hệ thống Black Hornet PAS trị giá 195.000 đô la Mỹ bao gồm hai chiếc Black Hornet và một trạm điều khiển mặt đất với độ dài chỉ gần 17cm, trọng lượng 33g, sẽ rất khó để thấy được chú ong này bằng mắt và các phương tiện trinh sát thông thường. Nó có thể hoạt động trong vòng 25 phút với tầm bay là 2km, tốc độ tới đa lên tới 21km một giờ và chịu được sức gió từ 27 cho đến 37km một giờ và nhiệt độ từ âm 10 độ C cho đến 43 độ C. Nguồn điện sạc cho các UAV siêu nhỏ này được lấy ngay từ bộ điều khiển nên rất thuận tiện khi về căn cứ các bộ điều khiển lại được tái nạp điện cho các nhiệm vụ mới black hornet đã được trang bị máy quay với chất lượng hình ảnh rất cao và hệ thống cảm biến tiên tiến hệ thống này gồm hai camera điện quang học và thiết bị quan sát ban đêm tầm nhiệt nhờ đó binh sĩ có thể sử dụng trong cả ngày lẫn đêm với tầm nhìn rộng hơn cho phép quan sát góc khuất hơn trong môi trường đô thị hoặc trinh sát khu vực không quen thuộc chú ong bắp cày này có nhiều chế độ hoạt động có thể bay theo lộ trình dựa trên dữ liệu định vị toàn cầu GNSS, điều khiển bằng tay hay là tự bay dựa trên tầm nhìn qua camera khi hoạt động tại những khu vực hạn chế tín hiệu GPS như là trong nhà. Đường truyền dữ liệu được gửi về người điều khiển cũng được mã hóa. Một ưu điểm rất lớn của Black Hornet là sở hữu công nghệ tàng hình. Nó hầu như không phát ra tiếng động khi bay nên có thể hoàn toàn trinh sát cận cảnh. Black Hornet cũng có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trong môi trường tác chiến thách thức cùng điều kiện khắc nghiệt trong tác chiến hiện đại, trinh sát công nghệ cao đóng vai trò hết sức quan trọng thậm chí có thể xoay chuyển cục diện của cả chiến dịch việc triển khai Black Hornet trong chiến đấu lần đầu tiên được báo cáo vào năm 2013 do quân đội của Anh đã sử dụng trong thời gian NATO triển khai lực lượng tại Afghanistan vào ngày 17 tháng 7 vừa qua Bộ Quốc phòng của Na Uy đã thông báo Fliers, sẽ cung cấp thêm 1.000 chiếc Black Hornet cùng với các phụ tùng thay thế, đồng thời sẽ đào tạo Ukraine sử dụng loại UAV siêu nhỏ này. Trước đó vào hồi tháng 8 năm ngoái, Na Uy đã tặng gần 300 chiếc UAV nhỏ mà có võ này cho lực lượng Ukraine thông qua Quỹ Quốc tế về Ukraine do Anh đứng đầu. FLIR đã cung cấp hơn 14.000 hệ thống Black Hornet loại PRS cho quân đội và lực lượng an ninh tại hơn 40 quốc gia. Một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Hàng không Vũ trụ của Đức đã đánh giá UAV Black Hornet là sản phẩm tốt nhất trên thị trường và việc triển khai loại vũ khí này ở Ukraine có thể sẽ làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Tuy nhiên, có một điều đang khiến nhiều người bận tâm, đó là thuận theo việc tốc độ phát triển công nghệ ngày càng chóng mặt thì loại UAV tí hon này hoàn toàn có thể được tích hợp với AI trong tương lai gần và lúc đó sẽ không còn đơn thuần là UAV trinh sát mà hoàn toàn có khả năng trở thành một loại sát thủ đáng sợ. Slaughterbots, video vận động kiểm soát vũ khí vào năm 2017 có thể cho ta thấy một viễn cảnh không xa về những vũ khí tự động thu nhỏ, biết bay, gây chết người, có thể trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt thực sự. Sau đây là một phân đoạn trong video. Bên trong thứ này chứa khoảng 3 gam chất nổ nén. Và đây là cách nó hoạt động. Mọi người thấy cả rồi chứ? Một tiếng bang nhỏ xíu đó là đủ để xuyên qua hộp sọ và phá hủy phá bộ não của mục tiêu ngay lập tức. Chỉ cần một đơn đặt hàng 25 triệu USD để mua những thứ này là đủ để tiêu diệt một nửa thành phố, ít nhất là một nửa. Vũ khí hạt nhân đã lỗi thời, Bây giờ bạn có thể hạ gục kẻ thù của mình một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần một số thông tin để nhận diện, sau đó thả món đồ chơi này ra và chờ tin tốt. Nếu Black Hornet có thể đạt được những tiêu chí như video trên thì thế giới này sẽ trở nên quá nguy hiểm đối với bất kỳ ai trong chúng ta. Trước những mối đe dọa như vậy, liệu Nga có vũ khí tương ứng để có thể đối phó với những Black Hornet này hay không? Kích thước siêu nhỏ và đặc tính hoạt động yên tĩnh của Black Hornet đã khiến chúng về cơ bản là không thể bị tiêu diệt bằng cách sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường. Tuy nhiên, các vũ khí chống UAV của Nga như là súng Park S, Stepaka hay súng điện tử Stupor có thể khiến Black Hornet bị vô hiệu hóa. Loại súng Park S, Stepaka nặng 9,6 kg, có tầm bắn từ 500 đến 1.500 m, hoạt động tối đa trong 2 giờ đồng hồ. Vũ khí này có khả năng chiếm quyền điều khiển và buộc UAV phải hạ cánh hoặc quay trở lại vị trí phóng. Còn súng điện từ Stupo nặng khoảng 5kg, sử dụng pin và có thể hoạt động suốt 4 giờ liên tục. Stupo hoạt động ở phạm vi 2km với góc 20 độ, phát ra sung điện từ để tránh sập kênh điều khiển, khiến UAV đã mất liên lạc với người vận hành, sau đó mất kiểm soát và rơi xuống đất. Theo truyền thông của Nga, thì những vũ khí trên đã được đưa vào thử nghiệm thực địa thành công trên chiến trường Ukraine. Song, vị trí tác chiến cụ thể của các đơn vị sử dụng thì không được tiết lộ. Giới chức Nga cũng chưa công bố báo cáo về việc sử dụng các loại vũ khí chống UAV cá nhân tại Ukraine. Bộ Quốc phòng của Nga chỉ thường thông báo tấn công UAV bằng tên lửa đất đối không, vũ khí phòng không và các trạm gây nhiễu tín hiệu. Ngoài các vũ khí chống UAV cầm tay, Black Hornet còn có thể bị nhắm mục tiêu bằng các hệ thống radar chuyên dụng như là ALK, MTS Vandai của Nga, ngăn chặn và vô hiệu hóa các UAV nhỏ có tiết diện radar cực thấp trong phạm vi từ 2 km trở xuống. Thế nhưng hệ thống radar này có nhược điểm là rất nặng và phải được gắn trên xe tải. Tác chiến điện tử đang giúp Nga đánh chặn hầu hết UAV của Ukraine. Dù sở hữu những UAV được cho là rất lợi hại, nhưng phía Ukraine cũng đang phải đối mặt với một thách thức lớn trước tác chiến điện tử của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào hôm 24 tháng 7 vừa qua, phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Ignat, đã thừa nhận Nga có lợi thế đáng kể so với Ukraine về tác chiến điện tử. Ông cho rằng sự chênh lệch này là một trong những nguyên nhân khiến Kyiv đã gặp nhiều khó khăn trong chiến dịch phản công. Ông Ignat đã cho biết, lực lượng Nga sử dụng các biện pháp áp chế điện tử để vô hiệu hóa UAV của Ukraine. Đây cũng là cách thức tác chiến mà Kyiv mong muốn sử dụng nhưng lại thiếu nguồn lực. Ông nói: Nga không cần phải bắn hạ UAV bằng tên lửa hay là súng, đơn giản chỉ cần ép nó lao xuống bằng các biện pháp áp chế điện tử. Nga có các hệ thống mạnh mẽ can thiệp vào hoạt động của các hệ thống phòng không của chúng tôi. Ukraine đã đạt tiến triển trong tác chiến điện tử, nhưng chúng tôi bắt đầu chậm hơn họ. Chúng tôi lẽ ra nên phát triển lĩnh vực này sớm hơn. Bộ Quốc phòng của Nga cũng thường xuyên báo cáo về việc bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine mà không cần phải sử dụng vũ khí. Ví dụ như một cuộc đột kích vào Crimea vào ngày 24 tháng 7 có sự tham gia của 17 UAV, thì 14 trong số đó đã bị vô hiệu hóa bởi lực lượng tác chiến điện tử. Một nghiên cứu do Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, viết tắt là Russi của Anh, đã công bố vào tháng 11 năm ngoái đã ước tính chỉ trong giữa năm 2022, Kyiv đã mất khoảng 90% trong số hàng nghìn các loại UAV mà họ được trang bị kể từ cuộc chiến bắt đầu. Trong một báo cáo khác của Viện Russi vào hồi tháng 5, ba sĩ quan Ukraine giấu tên ước tính họ thiệt hại khoảng 10.000 UAV mỗi tháng, chủ yếu là do các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Viện Russi đã nhận định các đơn vị tác chiến điện tử của Nga hiện được triển khai đến cấp trung đội và liên tục thay đổi phương án hoạt động. Nga đang bố trí mạng lưới tổ hợp tác chiến điện tử dây đặc dọc chiến tuyến dài 1.200 km, trong đó cứ 10 km lại có một hệ thống chủ chốt. Chúng thường nằm cách tiền tuyến khoảng 6 km và chịu trách nhiệm vô hiệu hóa UAV của Ukraine. Trong một bài phân tích về những thách thức mà Ukraine phải đối mặt, được New York Times đăng tải vào hôm 23 tháng 7, dựa trên hàng chục chuyến thăm tiền tuyến và các cuộc phỏng vấn vào tháng 6 cũng như vào tháng 7 với lực lượng Ukraine ở các vùng Donetsk và Kharkiv. Báo cáo cho biết, dù được trang bị hệ thống áp chế điện tử, nhưng các binh sĩ Ukraine đang gặp khó khăn trong việc gây nhiễu các loại UAV cảm tử, loại Lancet của Nga, vì họ không biết chính xác cách thức phía Nga vận hành vũ khí này. Trong khi đó, Nga sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử, phát hiệu tín hiệu điện thoại di động của Ukraine, can thiệp vào định vị địa lý GPS và thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo vào các bộ phát Internet vệ tinh Starlink vốn rất cần thiết cho liên lạc của Ukraine. Kính thưa quý vị, bản tin nóng cập nhật tối nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh 60 giây tinh hoa của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Một lần nữa, Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.